Đăng ký mua tài liệu học cờ trên các thiết bị thông minh Android, iPhone, iPad, máy tính, laptop. Liên hệ Zalo 0904874002. Xin kính chào các bạn yêu cờ. Trong video ngày hôm nay, kênh Học của Tuấn Lai sẽ gửi tới các bạn hai ván cờ của Vương Thứ Nhất trong cái chuỗi 10 trận đánh của anh ta với thập đại tướng quân của Tứ Xuyên Trung Quốc. Đây là một trong những cái chương trình giao lưu giữa nhân vật số 1 của Trung Hoa đương thời và những kỳ thủ cấp tỉnh của tỉnh Tứ Xuyên. Trong cái thành tích của 10 trận đánh đó thì Vương đã giành được 8 ván hòa và 2 ván thắng trong thể thức mà Vương sẽ chấp hậu đối với tất cả những kỳ thủ của bên Tứ Xuyên. Như vậy các bạn thấy được là những kỳ thủ ở cấp tỉnh thôi nhưng mà người ta có trình độ xử lý cũng rất hay. Trong ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng đón xem trận đấu đầu tiên khi mà Vương Thiết cầm hậu thủ đánh với kỳ thủ là Mẫn Nhân của Tứ Xuyên. Đây là một tiểu tướng trẻ nhất trong đội hình 10 người này, năm nay mới có 14 tuổi, sinh năm 2006. Trong ván cờ trên thì Mẫn Nhân là người cầm tuyển thủ đi tiên, đã chơi phương án cờ phi tượng cuộc tượng 3 tiến 5, đối chọi lại với Trung Hoa anh hùng nhưng mà bên tiên là một cậu bé nhỏ tuổi đi phương án cờ phi tượng cuộc. Cũng là một đường nét thể hiện sự tự tin cao độ. Bên đen của Vương đối lại bằng phương án thuận thủ tượng, anh đi phương án cờ tượng 7 tiến 5. Bên đỏ, binh 7 tiến 1, Vương triển khai mã theo đường biên. Đây là một trong những cái khai cuộc yêu cầu người chơi sẽ phải rất là mẫn cảm về hình thức chuyển và thi triển về trung tàn. Bên tiên mã 2 tiến 3, Vương khởi mã tiến xe vào đường cờ xe 1 bình 4 để chiếm lộ, ngăn đường không cho mã tiên phát triển. Bên đỏ, sĩ 4 tiến 5, bên đen của Vương Thuyết đã đưa xe 4 tiến 3 lên để khống chế cao điểm. Tách pháo ra xe và đường cờ xe 1 bình 2. Để đối phó với biến hóa trên thì bên đen của Vương Thiết đã dùng cái phương pháp tiến pháo phong xa. Bên đỏ cho xuất xe qua lộ 8 và bên đen vật ngay ép buộc là xe phải thoái lui. Xe 4 bình 6 đến từ Vương. Trong biến hóa trên thì bên đỏ đã có hai hướng cờ để có thể thi triển tiếp. Ở trong chính biến thì kỳ thủ cầm bên tiên đi đường cờ xe 2 trên 2, một đường cờ tiến xe để ngăn không cho pháo của bên đen có thể gây khó. Ngoài ra các bạn có thể thấy được một biến khác, nếu mà bên tiên thì được cờ mã 7 tiến 6 thì bên của Vương sẽ cầm con xe chạy ngay qua lộ 4. Và đây là cái hình thái mà rất khó khăn dành cho cả đôi bên, sẽ phải thi triển nhiều về phần chuyển về hình trung tàn. Ở trong thực chiến bên tiên của Mẫn Nhân đi đường cờ xe 2 trên 2, chúng ta sẽ cùng xem cái thủ pháp tranh tiên đoạt thế của ngôi sao số 1 Trung Hoa. Bên đen mở binh biên đã đưa được con xe chuyển lộ, thông qua đó đã dư được một tốt và đây là cái trạng thái cờ, nó khiến cho bên đỏ bắt đầu có những khó chịu trong phản ứng. Bên đỏ binh 3 tiến 1 phế tốt để treo tượng lên, nhưng đây lại là một cái biến hóa về sau đó tạo điều kiện cho ngoại tinh khách thu được con pháo 8 thoái 3 để mở đường cho mã 7 tiến 8 đang phục ra cái đường cờ bắt xe. Trong biến này thì bên đỏ đã đi một đường cờ có thể nói là sai lầm rất nhiều và đã tạo điều kiện cho nhân vật số 1 hành tinh đã bẻ gãy được tượng của bên tiên và ưu thế về phần chuyển tàn. Ngoài ra thì bên đỏ có một hướng cờ khác có thể chơi tương đối tốt, đó là phương án cờ mã 7 tiến 6. Tiến mã lên bởi bên đen có phát triển tiến mã thì có thể đi đường cờ mã 3 tiến 2 để phong tỏa và hoàn toàn có thể chơi được. Ở trong thực chiến thì đối mặt với kỳ thủ số 1 của Trung Quốc thì tiểu tướng trẻ tuổi đã đi đường cờ là xe 2 tiến 1. Bên đen mã 7 tiến 8 ép buộc chạy qua và đã có đường cờ xe 1 bình 7 để chặt chết con tượng của bên tiên. Các bạn thấy đây là một cái biến hóa khiến cho bên đỏ rất khó khăn trong việc hỗ trợ phòng thủ. Ở trong thực chiến thì bên tiên đã quyết định đường cờ tượng 7 tiến 5 để phòng thủ với tính chất là nếu mà xe ăn qua là chém sĩ ngay, nhưng đây lại là một yếu điểm ở trong phân tích trận hình. Ngoài ra bên đỏ có một hướng cờ khác có thể chấp nhận bỏ tượng để lăng mã lên và đoạt được con tốt trung tâm, mặc dù vẫn đứng ở cái thế bị phản tiên nhưng là cái hình cờ nó cũng dễ chịu hơn trong phần sau. Ở trong trình biến lựa chọn phương án cờ tượng 7 đến 5 đã tạo điều kiện cho Vương đó có phần chuyển tàn rất hay, anh nhẹ nhàng đi cờ xe 7 tiến 1, chấp nhận đi theo ý đồ của bên tiên, nhưng mà bên đỏ sau đó đã bị Vương con xe qua lộ 7 và tiếp tục là bắt chết tượng của bên tiên. Các bạn thấy là cái thủ pháp đi quân của Vương mặc dù đơn giản nhưng chứa nội hàm rất cao siêu. Bên đỏ phát triển mã và Vương tới đây là tiến xe diệt tượng với hình thế mà ưu tới hai đầu tượng cùng với hệ thống tốt biên linh động, thì đây là cái trạng thái cờ rất khó khăn dành cho bên đỏ. Bên tiên mã 6 tiến 5 chém tốt và Vương đã thoát con mã 8 tiến 7 ngay, hình thành xe phó mã tấn công. Đây là cái bối cảnh vô cùng khó khăn dành cho kỳ thủ trẻ tuổi của tỉnh Tứ Xuyên.
Trong bên này thì bên đỏ tiếp tục phạm một sai lầm, anh ta đã tiến con pháo 1-4 để cướp tốt. Ngoài ra thì bên tiên có thể đi theo hướng cờ là chạy con pháo 1-2 thì hình cờ nó sẽ dễ chơi hơn. Ở trong thực chiến, phương án vật tốt lên để tấn công đã tạo ra một kẽ hở để cho ngoại tinh là khách cầm con pháo 8-4 và tạo ra thế bắt cây. Các bạn thấy đây là một hình cờ rất khó xử lý. Ở trong thực chiến thì kỳ thủ mẫn nhân đã tiến con xe lên cao điểm, đã để cho vương thoái xe về bắt đôi pháo mã. Ngoài ra trong bối cảnh mà đi đường cờ mã 3 thoái 4 về thì bên đen sẽ thoát quân bằng hướng cờ là pháo 8 thoái 1, đe dọa vỗ vào trung tâm và vẫn là cái hình cờ mà bên đen sẽ rất là ưu. Chúng ta quay lại thực chiến của ván đấu, khi mà bị bên đen của vương tiến pháo, bên đỏ đã thoát xe. Và trong bên này thì bên của vương đã đánh một biến hóa rất đơn giản thôi, nhưng vẫn đảm bảo ưu thế dành cho anh, đó là phương án cờ là xe 7 là thoái 2, bắt chết một quân. Và bên đỏ thoát mã về, vương ăn ngay và chính thức hình thành cái thế cờ tàn mà vương đã ưu tới một quân pháo. Đây là cái bối cảnh mà bên đỏ không thể chống được. Chúng ta sẽ cùng xem những thủ pháp tiếp theo khi vương dứt điểm ván cờ này. Bên tiên chạy qua bắt pháo, bên đen cũng không chạy pháo mà rẽ con xe 9-6 ngay. Hai bên đi một vài cái thủ pháp di chuyển, sau đó vương đã thoái được con pháo về. Các bạn thấy được đánh với vương thứ nhất, nhưng mà kỳ thủ bên tiên trong cái thế kém quân vẫn đang cưỡng cầu, thoát mã lên và vương thứ nhất đã tiến con pháo 8-2 đang đe dọa đập vào tốt đầu. Bên đỏ thoái xe về, vương không ăn mã đi, anh ta đã cho pháo 8 thoái 5 để có thể bộ hành quân lộ 6 tấn công. Phát triển mã, tiếp tục đấu cây. Mã 8-7, ép buộc thoái lui. Vương mã 1-2. Và tới đây thì chúng ta sẽ cùng xem nhanh, bởi bên đỏ không còn đủ lực để phòng thủ trong bối cảnh đã kém đối tượng lại còn kém cả quân. Mã 3-1 đang phục ra cái đường cờ sắt pháp mã 1-3. Ở bên tiên vách sĩ lên và vương đã thả mã 1-3 trước khi quyết định tiến xe ăn sĩ và đánh cờ ra biên hoàn trên, thì bên kỳ thủ trẻ của quân đoàn Tứ Xuyên mới chịu buông cờ nhận thua trước vương thứ nhất. Sau đây chúng ta sẽ cùng đến nhanh về ván đấu thứ hai, khi mà vương thứ nhất sẽ đối đầu với chiến tướng đã từng vô địch cấp tỉnh của Tứ Xuyên là kỳ thủ Chu Hành Dương. Ở trong ván đấu sau đây chúng ta sẽ cùng xem cái ván của vương thứ nhất để hậu thủ đánh với kỳ thủ đã từng vô địch của tỉnh Tứ Xuyên là Chu Hành Dương. Bên đỏ lại thế đi tiên thủ, anh ta tấn công bằng tiên chỉ lộ. Chúng ta sẽ cùng xem những biến đầu tiên, thì là một trong những cái hình cờ khá là cơ bản. Xe 9-8, xe 1-2 và ngoại tinh là khách đã cầm con pháo 8-4 ngay mà đường cờ tiến pháo phong xa. Trong biến hóa trên thì bên đỏ có hai nhánh cờ, trong thực chiến người ta đã cầm con pháo 8-6, ngoài ra vẫn có thể đi hướng cờ 3-1. Đi binh 3 như vậy thì vương sẽ lắc ngay con pháo 8-7 thông qua thủ pháp để đè bắn mã và khiến cho con xe đỏ khó cơ động trong đường phát triển về sau. Ở trong thực chiến thì bên của Chu Hình Dương cầm con pháo 8-6 ngay cho tới hệ thống ngũ lục pháo. Binh 7-1, mã 8-7 và vương phát triển pháo 3-3, một đường cờ dùng pháo vật tốt, thể hiện một sự tự tin cao đến từ vương thiết. Các bạn thấy trong những giới cờ giang hồ thì người ta ít chơi biến này, nhưng mà trong cái cờ hiện đại ngày nay, cái biến vật pháo lên tưởng chừng như là nó hơi lỏng cờ, nhưng thực chất lại là một trong những tân chiêu. Bên đỏ ra xe, bên đen phát triển mã. Sau khi vương phát triển mã 2-3 thì bên tiên đã đi một đường cờ khắc cuộc và đã phải trả giá rất mạnh khi mà vương thiết có một hình thái thắng rất nhanh về sau. Trong biến trên thì người ta vẫn thường ưu tiên biến hóa là mang tính chất tượng 7-9 hơn. Đây là cái đường cờ không cho pháo có thể vật xuống tượng và cơ động cho đường xe. Đánh như vậy thì vương bắt buộc là phải chạy pháo đi, và bên đỏ sẽ có một loạt những hướng cờ mà có thể dẫn tới một hình cờ có phần tốt hơn. Tiến lên thì bên vương sẽ vật qua và mở được binh 5-1 thông qua thủ pháp mở thông tốt để chuyển lộ cho xe linh hoạt. Ở trong thực chiến khi mà vương đánh ra hình cờ trên thì bên tiên của kỳ thủ Chu Hành Dương đã đi hướng cờ là xe 8-4, đường cờ tiến xe bắt pháo có phần hơi vội vàng, đã để cho vương dùng pháo chém thẳng xuống tượng ngay. Bên tiên mở tiếp binh 3, sau đó là chuyển xe qua, đang ám phục cái đường cờ có thể bất ngờ phát triển mã 3-2 và tranh tiên. Tuy như vậy nhưng mà vương thiết với bản lĩnh và sắc đáng trong tấn công, anh ta đi đường cờ xe 1-2 đã tạo lên một trong những nguy hiểm trong hình cờ của bên tiên. Trong biến này thì bên đỏ có một hướng cờ có thể chơi được, đó là phương án cờ xe 3-3, chấp nhận ăn mã để đối công với ngoại tinh lấy khách.
Trong bên trên, nếu mà bên đỏ đi như vậy mà bên đen có muốn phó 3 bình 1, hình cờ của bên tiên vẫn có thể thu con xe về để phòng thủ, mặc dù đứng ở cái thế mà bị kém về thế đánh. Bên vương có đâm chiếu thì vẫn còn đó cái tình huống cờ là pháo 6 thoái 2 để có thể thủ được. Các bạn thấy con pháo này có thể theo xe nếu mà bên đen chiếu rút. Còn trong hình cờ bên đen của vương chạy qua thì có thể rẽ được con xe 3 bình qua lỗ 8 để có thể thoái về phòng thủ. Ở trong chính cuộc thì đối mặt với ngoại tinh lai khách thì kỳ thủ cầm bên đỏ là nhà vô địch của tỉnh Tứ Xuyên mang tên Chu Hình Dương đã không đi đường cờ đó. Anh ta đã cho mở tốt biên. Đường cờ mở tốt biên đã tạo điều kiện để cho bên vương phát huy ưu thế về sau. Phó 3 bình 1, tiền mã che lộ và ngoại tinh lai khách đã tiến được con xe 2 tiến 4 ngay. Tiến xe lên vị trí điểm cao hỗ trợ cho đường mã phát triển, đồng thời có thể hoành qua lộ 3 tấn công. Ở trong biến này thì bên đỏ tiếp tục đi một nước cờ có phần non tay. Anh ta chạy con xe 3 bình 7 để đỡ đòn. Ngoài ra có thể đi theo một hướng cờ khác tốt hơn là hệ thống pháo 6 bình 7. Vẫn là che lộ nhưng mà có tính chất phản công tốt hơn ở trong hình cờ đối với bên đen. Ở vương thoái mã thì còn đó hình cờ pháo 7 thoái 1, các bạn thấy là cũng rất hay. Vì sao có thể chuyển pháo 5 bình 7 nếu mà bị bên đen công kích. Trong biến thực chiến đây là một cái ván cờ mà vương thắng rất nhanh chỉ sau 16 nước giao hiệp của mỗi bên. Ở bên tiên chạy xe qua và vương đã phát triển pháo 8 bình 7 che lộ và mở mặt cho con xe được 8 cơ động. Ở bên đỏ có xe nhưng mà coi như là không có, bởi các bạn thấy xe ăn lên là vật tượng thua ngay. Tiến phá bắt mã phát triển lên. Sau khi vương đi đường cờ thoát mã để tấn công thì bên đỏ đã đi một hướng cờ có thể nói là anh ta thua ngay. Ngoài ra trong biến trên thì bên đỏ nên lựa chọn phương án chống sĩ lên để giải thoát cho mặt trận xe của bên mình, ép buộc ở vương phải đấu cây, mặc dù vẫn đứng ở cái thế kém hơn khi bị kém tượng và bên đen có thế công nhưng là cũng là một hình cờ mà chấp nhận được. Tuy nhiên trong thực chiến, hướng cờ chạy con xe qua để cản mã đã tạo điều kiện cho ngoại tinh khách đi một đường cờ thiện tầm nhìn thiên tài của anh là phương án cờ tiến con xe 8 tiến 5 để bắt chết quân của bên đỏ, và bên đỏ đã phải buông cờ nhận thua. Và các bạn thấy rõ ràng là xe ăn qua thì bị mất cây ngay. Bên đen sẽ lợi được hai đường cờ, một là ăn mã và đường cờ mã 8 tiến 7, bên đỏ cũng sẽ thua cuộc. Còn trong hình cờ khác nếu mà chạy xe đi là cũng mất mã ngay. Các bạn thấy là bên đỏ chỉ đi một đường cờ sai lầm đã bị vương xe 8 tiến 5 đã phải buông cờ nhận thua. Như vậy mình vừa phân tích và bình luận xong cùng các bạn ở ván đấu trên. Xin kính chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tới đây.